Xin chào các bạn đã quay trở lại với Tuệ Nhi Anime. Ở diễn biến cuối tập 91 sau khi Hồng, Lôi Thần và La Phong kết bái huynh đệ, La Phong đã dẫn hai người bọn họ tới bái sư Hô Diên Bác Tử Vẫn Mặc Tinh. Cả ba người lúc này chìm đắm trong nghiên cứu võ học và ngộ ra được rất nhiều thứ. Lúc này bên ngoài không gian một đám người từ chủng tộc ngoài hành tinh đã vô tình phát hiện ra hành tinh trái đất. Bọn chúng lúc này đã nhanh chóng thông báo về gia tộc nhằm điều động quân đội tới để chiếm đánh trái đất. Tới đây thì cũng vừa hết tập 91, chuyển cảnh sang trailer tập 92. Xuất hiện ở một nơi đổ nát trước mắt La Phong là một con quái thú khổng lồ, nhằm dùng nó để thử thực lực của bản thân hiện tại. Rất nhanh chóng La Phong với đao pháp vô cùng mạnh mẽ liên tiếp cắt vào người con quái thú kia làm nó lập tức bỏ mạng. Thấy được một màn này, Lôi Thần đã liền muốn so tài với La Phong. Ngay lập tức thân hình Lôi Thần lóe lên, thanh đao trên tay liền chém ra. Một đạo ánh sáng liền phóng thẳng tới phía La Phong, liền cắt đứt cả mấy tòa nhà. Thấy vậy La Phong cũng phải lập tức tránh né. Cả hai đã liền lao vào liên tục va chạm với những chiêu thức vô cùng mạnh mẽ và đẹp mắt. Sau một hồi vẫn không phân cao thấp, lúc này Lôi Thần đã phải ra hiệu dừng lại. Hồng cùng Lôi Thần vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh của La Phong hiện tại. Chuyển cảnh lúc này La Phong đang tạm biệt người thân để cùng Ba Ba Tháp đi một chuyến tới một hành tinh xa xôi. Sau một hồi dặn dò và tạm biệt người thân, đặc biệt là Từ Hân cùng hai hài tử, La Phong đã nhanh chóng xuất phát. Trên phi thuyền lúc này Ba Ba Tháp đã điều khiển di chuyển với vận tốc ánh sáng. Đi qua các hố đen của vũ trụ, tốc độ quá nhanh đã khiến La Phong phải kinh ngạc và sợ hãi, Ba Ba Tháp đã phải bịt mắt hắn lại. Ở bên ngoài không gian lúc này, đám người ngoài hành tinh cũng đã xác định vị trí chính xác của trái đất và xác nhận có sự sống, nên chúng cũng nhanh chóng phân phó và chuẩn bị hành động để nhằm chiếm đoạt hành tinh này. Bên phía La Phong, sau một thời gian đi qua rất nhiều hành tinh khác nhau, vừa đi Ba Ba Tháp cũng giảng giải cho La Phong rất nhiều thứ mà hắn chưa biết tới. Thì cuối cùng hắn cùng Ba Ba Tháp cũng tới được sao Cầu Long. Tới đây thì cũng vừa hết trailer tập 92. Và rồi La Phong cùng Ba Ba Tháp tới hành tinh này để làm gì? Trái đất bị xâm chiếm, La Phong có kịp quay về ứng cứu không? Các bạn nhớ đón xem Tuệ Nhi Anime Review ở phần tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.